Hello，大家好，我是清河老师，很高兴能跟大家一起来学习汉语。xin chào tất cả các em cô là Thanh Hà và rất vui khi được quay trở lại và đồng hành với các em trên con đường chinh phục tiếng Trung. Và trong chuỗi series các từ đa nghĩa trong tiếng Trung ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi tìm hiểu ba chữ Hán nữa, có nhiều âm đọc và có nhiều ý nghĩa khác nhau nhé. Vậy chữ Hán đầu tiên trong bài ngày hôm nay đó là chữ gì đi ạ? Chữ này chúng ta sẽ có hai cách đọc đúng không ạ? Đầu tiên là chúng ta có thể đọc là chuế và thứ hai chúng ta có thể đọc là chẻo. Vậy khi nào đọc là chuế và khi nào đọc là chẻo? Chuế thì ví dụ như là gì ạ? Sẽ mang tính chất là cảm nhận về cái gì đấy nhá, nó còn mang tính chất là cảm nhận về cái gì đấy thì chúng ta sẽ hay đọc là chuế. Ví dụ chúng ta trong có câu đó là trong cụm từ đó là gì ạ? Chuế tọ, chuế tọ, hoặc là cảm chuế, cảm chuế, cảm thấy hoặc là cảm nhận đúng không? Hay là trứ chuế là trực giác, cũng là nói về một cái gì đấy nói liên quan đến cái cảm xúc, cảm giác đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ đọc là chuế nhá, chuế tọ, cảm chuế hay là chứ chuế. Thế còn trong trường hợp nào đọc là treo đây ạ? Khi nó mang nghĩa là giấc ngủ nhé các bạn nhé. Ví dụ chúng ta trong cụm từ đó là shui treo, shui treo, đây là động từ ly hợp đúng không ạ? Mang nghĩa là động từ ngủ. Thế còn treo đúng không? Mình có thể dịch là giấc ngủ đúng không ạ? Shui treo, ngủ. Ví dụ cô có câu này. 昨天晚上我睡不着觉，所以今天早上觉得全身疲累。因为昨天晚上睡不着觉。 所以今天早上觉得全身疲累。Như vậy chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Hai chữ này nhìn hoàn toàn giống nhau đúng không? Thế nhưng mà ở hai cái ý nghĩa và cái cách đọc nó sẽ khác nhau. Đầu tiên chúng ta phải đọc là 睡不着觉. Trong cụm từ này nó mang nghĩa là không ngủ được, không ngủ được. Vậy thì mình phải đọc là 觉. Thế còn cái thứ hai là gì ạ? Nói về cảm nhận, cảm giác. Vậy thì mình phải đọc là 觉 đúng không? Bởi vì tối hôm qua ngủ không được, vì vậy mà sáng nay cảm thấy toàn thân mệt mỏi, được chưa? Vậy chúng ta nhớ nhé. Khi mà mang tính chất là cảm nhận về cái gì, đấy, thì chúng ta sẽ đọc là 觉. Còn khi mang tính chất là giấc ngủ hoặc là ngủ thì chúng ta phải đọc là 觉, được chưa nhỉ? Tiếp nào, cái từ này cũng là một từ mà rất là quen thuộc đúng không? Rất là quen thuộc. Thế vì bình thường thì chúng ta mới chỉ có biết đến cách đọc đó là tợ thôi đúng không ạ? Tợ sử dụng với trợ cử kết cấu. Thế ngoài ra nó còn thể có thể đọc là gì nữa? Ti hoặc là tí nữa nhá. Vậy thì thứ nhất là gì ạ? Nó sẽ đọc là tợ khi mà nó đóng vai trò là một trợ từ kết cấu. Chúng ta hay dịch là của cái hoặc là dịch là mà đấy đúng không? Trợ từ kết cấu là cái gì? Thì cô đã có một cái video giảng rất kỹ về cái trợ từ kết cấu tơ này rồi nhá. Thì chúng ta có thể là lên mạng search đó là gì ạ? Trợ từ kết cấu tơ, ngữ pháp tiếng Trung và học tiếng Trung cùng với cô Thanh Hà thì chúng ta sẽ ra được cả một cái video giảng rất là kỹ về cái trợ từ kết cấu tơ này rồi đúng không? Thế còn trong cái bài này thì chúng ta chỉ đi phân biệt khi nào chúng ta đọc là tợ, khi nào đọc là ti và khi nào đọc là tí thôi, thì cô sẽ chỉ nói gọi là sơ qua thôi nhá, chứ không thể giảng kỹ được. Vậy thì khi mà nó đóng vai trò là trợ từ kết cấu mang nghĩa là của hoặc là mà đúng không, thì chúng ta sẽ đọc là tợ cho cô. Ví dụ cô có câu là của tợ su, của tợ su, để chỉ sự sở hữu đúng không, sách của tôi, sách của tôi thì mình phải đọc là tợ. Hay là gì ạ? Khấn hảo tợ lão sư, khấn hảo tợ lão sư. Khi mang tính chất là gì đấy? Miêu tả, chúng ta sẽ kết nối giữa thành phần miêu tả với lại cả thành phần danh từ đúng không? Thì giữa cái thành phần miêu tả và thành phần danh từ này thì chúng ta cũng hay dùng từ tợ để kết nối. Nhưng mà trong trường hợp này thì thường chúng ta sẽ không dịch lại đúng không? Ví dụ nói là khấn hảo tợ lão sư thì dịch là giáo viên rất là giỏi. Hoặc là gì ạ? Mama kế wo mai tợ sầu chi, mama kế wo mai tợ sầu chi, cái điện thoại mà mẹ mua cho tôi đúng không? Thì cái cụm từ mà mẹ mua cho tôi này để bổ sung ý nghĩa cho từ sầu chi là danh từ điện thoại này thì chúng ta cũng sử dụng thằng tơ để kết nối. Và trong trường hợp này thì chúng ta hay đọc là tợ đúng không ạ? Nhá, đọc lại nhá. Wo tợ shu, hen hao tợ lao shi, mama ke wo mai tợ shou ji, được chưa? Rồi, vậy thì khi mà là trợ từ kết cấu chúng ta nhớ là sẽ đọc là tơ hoặc là tợ nhá. Thế còn trong trường hợp nào sẽ đọc là ti hoặc là tí đây ạ? Chúng ta có một vài cụm từ sau. Thứ nhất đó là có từ tả ti. Tả ti ở đây mình hiểu đây là bắt taxi. Tả ti là bắt taxi. Hay là trong từ tí sư. Tí sư ở đây là taxi. Từ này thực ra là dịch thôi. Dịch kiểu từ tiếng Anh sang tiếng Trung thôi nhá. Taxi thì nó dịch là tí sư. Hoặc là gì ạ? Có từ tí chuê. Tí chuê ở đây là gì đấy ạ? Là một phó từ đúng không? Thường đứng trước các động từ hoặc là tính từ để nhấn mạnh, mang nghĩa là gì? Thực sự như thế nào hoặc là quả thực như thế nào đấy. Chúng ta đọc là tí chuê. Ví dụ cô có câu này, 我的老师的确是一位很好的老师. Đây chúng ta nhìn thấy này, 我的老师的确, trong trường hợp này tợ này, tợ này, tợ đúng không? Ba thằng này rất giống nhau, thế nhưng mà làm sao lại phải đọc khác nhau nhé? Đầu tiên phải đọc là tợ, 我的老师, nhưng thằng này lại phải đọc là 的确是一位很好的老师. Giáo viên của chúng tôi quả thực là một giáo viên rất là tốt, được chưa? Này, như vậy là chúng ta nhớ nhé.
Tiếp bạn, và một chữ Hán thứ ba trong video clip ngày hôm nay đó là chữ gì ạ? Chữ này chúng ta hay quen đọc là tâu đúng không ạ? Vậy thì ngoài cách đọc là tâu ra, nó còn có thể đọc là tu. Vậy khi nào đọc là tâu và khi nào đọc là tu đây? Khi nó là một phó từ đứng trước các động từ hoặc là tính từ đúng không, để làm trạng ngữ đấy, mang nghĩa là đều như thế nào hoặc là đều làm gì, thì lúc đấy mình sẽ đọc là tâu. Ví dụ của câu là 我们都是越南人，我们都是越南人, chúng tôi đều là người Việt Nam. Thế còn khi nào đọc là tu đây ạ? Tu nó sẽ đọc trong cụm từ đó là sầu tu, sầu tu, sầu tu, có nghĩa là thủ đô. Ví dụ, Việt Nam tự sầu tu chào hở này, Việt Nam tự sầu tu chào hở này, được chưa? Rồi, như vậy là chúng ta sẽ phân biệt được khi nào đọc là tâu và khi nào đọc là tu cho cô nhé. Và với chia sẻ ngày hôm nay thì rất là hy vọng là chúng ta có thể là gì ạ? Sau này, trong quá trình sử dụng thì chúng ta sẽ không còn đọc sai những cái chữ Hán này nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video và clip tiếp theo. Chào chị.